Trần Lang thường hẹn hò tắm sự. Chàng đã đưa tách vào trong bể ấy rừng ân. Ôi một quán nhỏ mà chưa biết bao kỷ niệm. Rồi bỗng đâu đất bằng sông dậy, 3 năm trời vô bể tan thương. Ta còn đây mà như thai xác đuổi hồn. Một cô thôn nữ mong trở thành bà tổng đốc. Trần bà ơi, anh có hiểu cho em. Dạ chào bà. Ô kìa, ông là ai? Thưa bà, tôi là kẻ ăn mày khốn khổ. Một gã ăn mày, vậy ông cần gì? Bạc tiền hay cơm gạo? Tôi không cần tiền hay cơm gạo như những hành khất khác, mà là tôi... Ông muốn gì? Tôi đến đây là muốn nhìn lại nhan sắc cô bà để thỏa lòng mộng nhớ. Cấp ngay! Gã ăn mày hỗn láo, người là ai? Là ai? Bà hãy nhìn cho rồi, kẻ ăn mày khốn nạn này là ai? Trời ơi, Trần Bảo! Dương Thảo là... Đừng Bảo ơi, em gian anh chưa tới gần. Vì sao hả Dương Thảo là... Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đây quay ngô nên đành phải quay lưng cô. Mặt trốn dài Yeah.
bà vẫn còn yêu tôi thì tại sao thì tại sao bà sẽ mơ sang thiên. Một thôn nữ ở bên sông Lương ngày ngày giặt lúa mà nay bỗng trở thành một tổng đốc phu nhân. Trời ơi, cho đến nay tôi biết tôi lầm, mình đi xây lâu đài yêu đưa trên bài ca. Tưởng đâu lỡ rồi hai anh em quốc thêm bài nữa nha. Dạ, bài Cung Đàn Mới của tác giả Ngô Hồng Khanh để tặng cho tất cả quý vị mà đã đến muộn. Dạ, xin cảm ơn. Cung đàn chưa già, du theo gió nào
bằng chế rượu chưa chơi đã xài chén rượu đời Tây Nguyên đẹp trùng rừng